Nhìn lại thị trường Việt Nam có thể thấy dòng xe SUV dần trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây. Thế nhưng dòng xe này đã được biết đến nhiều trên thế giới từ đầu thập niên 2000. Và trong đó hãng xe BMW là một trong những tên tuổi hạng sang đi đầu trong sân chơi này với dòng X-Series. Nhắc đến nơi ra đời của những chiếc xe mang thương hiệu BMW, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến ngay Spartanburg. Không chỉ là nhà máy lớn nhất của BMW trên thế giới, Spartanburg còn là ngôi nhà của dòng X-Series, khi là nơi sản xuất X3, X4, X5, X6 và X7. Được xây dựng vào tháng 6 năm 1992, đi vào hoạt động từ năm 1994. Nhà máy tọa lạc tại thành phố Spartanburg, bang Nam Carolina, nước Mỹ. Đây là nhà máy lớn nhất của BMW trên toàn thế giới. Hiện tại, đa số dòng xe của X-Series được sản xuất tại nhà máy Spartanburg như X3, X4, X5, X6 và X7. Mỗi ngày, nhà máy này cho ra khoảng 1.400 xe các loại. Mỗi năm có khoảng 450.000 xe xuất xưởng từ đây. Năm 1999, hãng BMW trình làng chiếc BMW X5, thành viên đầu tiên của gia đình BMW X. Thời ấy, đa số SUV đều được xây dựng trên nền tảng xe pickup với kiểu body in frame, hướng đến khả năng chạy off-road, thì BMW X5 đi theo hướng khác. X5 được xây dựng trên khung xe liền khối unibody với ngoại hình thể thao, động cơ mạnh mẽ và ưu tiên việc chạy trên đường trường. Thế nên hãng xe Bavaria đã dùng khái niệm SAV, có nghĩa là Sport Activity Vehicle cho X5, thay vì SUV. Sau sự thành công của X5 năm 2003, BMW tiếp tục ra mắt mẫu xe thứ hai của X-Series, chiếc X3. Với kích thước nhỏ và giá thành dễ chịu hơn X5, X3 sở hữu cho mình nhóm khách hàng rộng hơn người đàn anh. Đây là mẫu SUV có doanh số đứng đầu trong dòng X-Series. Tính đến năm 2017, có hơn 1,5 triệu chiếc X3 xuất xưởng từ nhà máy Spartanburg. Năm 2008, thành viên thứ 3 của gia đình X-Series BMW X6 được ra mắt. Khác với hai mẫu xe trước đó, X6 được BMW xếp vào nhóm Sport Activity Coupe SAC do mang một ngoại hình light coupe. Xe có phần mui dốc về sau cùng kiểu dáng khỏe khoắn. Từ đó, BMW X6 chính là người tiên phong cho xu hướng SUV light coupe sau này. Thế nhưng mọi thứ dần thay đổi, người ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn về vấn đề tiết kiệm nhiên liệu. Và để đáp ứng nhu cầu này, BMW X1, thành viên nhỏ nhất của X-Series ra mắt vì lý do này. X1 được xem là mẫu xe dành cho đô thị với kích thước nhỏ, động cơ tiết kiệm và giá bán hấp dẫn. Sau đó, BMW lần lượt ra mắt thêm BMW X4, BMW X2 và BMW X7 vào các năm 2014, 2017 và 2019. X7 là mẫu xe khỏa lấp khoảng trống cuối cùng của BMW ở nhóm SUV, đó là chiếc SUV cỡ lớn. Với X7, BMW đã phủ kín dãy sản phẩm ở phân khúc SUV, từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn, 5 chỗ đến 7 chỗ, từ SUV thuần túy đến SUV light coupe. Tại Việt Nam, BMW X-Series xuất hiện từ năm 2005. BMW X5 và BMW X6 là hai mẫu xe ghi dấu ấn đậm nét nhất đối với khách hàng Việt. Hiện tại, tất cả dòng xe của X-Series đều được phân phối tại Việt Nam. Trước đây, thị trường Việt Nam luôn được cho là chậm hơn so với quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề này đã được khắc phục đối với BMW khi Thaco mang các mẫu xe về một cách sớm nhất. Với dãy sản phẩm trải dài từ X1 đến X7, BMW là một trong những hãng xe có danh mục SUV đầy đủ nhất.